Ê, chào mọi người, hôm nay mình sẽ ăn bánh tráng trộn với lại thanh long nha. Chị là lần đầu tiên có gì? Lần đầu tiên trái thanh long có trong bánh tráng. Sau khi ăn xong mình sẽ gì ta? Câu cá. Đúng, mình sẽ câu cá chính xác. Và bây giờ là no bụng cái rồi mới câu cá được nha. Và đây là một bạn nhỏ sẽ xuất hiện trong cái clip của mình ngày hôm nay. Sẽ tạo cho một sự mới mẻ cho kênh YouTube Ông Gió Trẻ Vlog của mình nha. Cảm ơn mọi người, nhớ theo dõi nha mọi người. Nhớ like, nhớ chia sẻ nha. Nhớ ấn chuông thông báo nha. Rồi dứt. Rồi cùng ăn đi. Sắc thế nào? Bánh tráng nè, nó có vị bánh tráng á. Rất bánh tráng luôn. Hay tới mình. Trong đây nó có xoài nữa nha mọi người. Mùi rất xoài luôn nha. Quá dữ. Ngon. Ngon. Bé mà đã bánh tráng mình cứ vô này em vậy. Đây là cái chỗ bánh tráng mình mua quen thuộc lắm luôn. Mọi lần là người mẹ bán. Nay người mẹ đi đâu á, nó đi đám cưới rồi. Để đứa bé ở nhà, đứa bé nó không biết làm mọi người. Nó quấn quýt hết trơn. Mọi lần là... Mọi lần là nó có cô bò nè, cô gà nè. Đó, hôm nay không có gì trơn, toàn bánh tráng như mỡ hành lá, rau răm, hai trứng cục. Đi, hai trứng cút. Không giòn, không giòn. Miền Tây là bánh tráng gì đâu mà, ướp gì đâu nhõng nhẹt à. Không có vừa gì hết, tức quá. Mà thôi con cảm bé mới vô nghề. Có gì bữa sau góp ý người mẹ, kêu người mẹ bớt đi đám cưới lại. Đi nhiều quá. Để cái quán bánh teo. Chứ ăn cũng được mà bị nhão thôi. Và mình sẽ dùng bàn tay nha để coi có cua cá trong là một phần cua cá nhà thử té cũng nhẹ hả té rồi hả bà té ra dùng cái đó luôn hả và đúng rồi. Hợp chưa? Quá dữ. Rồi chúng ta cạp thôi. Rồi cảm giác như thế nào, chua hay ngọt hay đắng? Cái này chỉ ngọt, giống thanh long thôi. Đặc giống thanh long nữa. Đây là thanh long ruột đỏ mọi người. Nó mới xuất hiện sau này, cũng khoảng nghìn năm rồi. What? Cái ruột đó nó màu đỏ. Nó quý tộc mà. Đúng là thời gian ngàn năm trôi qua mọi thứ đều thay đổi. Thấy cái màu đỏ cũng bắt mắt hơn. Quên, phải là cái này nè. Đúng. Đó, thấy không mọi người? Làm lại. Dứt. Đó, thấy không mọi người? Thấy gì đâu, thấy gì đâu. Đó, chị này. Chán để trước mới thấy được. Làm lại. Đúng rồi, giờ mới thấy bánh tráng. Đúng. Chúng tôi đang thực hiện là lần đầu tiên trái thanh long có trong bánh tráng nha mọi người. Gọi là mọi người là gì? Trái thanh long có trong mì tôm. Còn ngày hôm nay chúng tôi khác nha. Trái thanh long có trong bánh tráng. Cái khu vực này là mình thường xuyên ghé luôn á. Mỗi lần mình đi câu cá là mình ghé đây đó mọi người. Ai biết nhớ ghé qua nha. Ok, địa chỉ là 000 có. Mình làm clip á, mình đăng lên á, đi câu cá như này nè. Có một vị khán giả bạn vô bạn hỏi là vị trí địa điểm câu cá của cái chỗ này là ở đâu. Thì mình đã có bình luận, mình trả lời lại rồi đó mọi người. Và bây giờ mình xin trả lời công khai luôn nha. Đây là ở vị trí cầu lớn. Ở phía dưới cầu nó có một cái con sông rất là dài, to, rộng. Đây, phía sau mình.
thì mình tạm gọi đây là sông Cầu Lớn nha, chứ mình cũng không biết tên gọi sông gì nữa. Tại phía bên tay phải của mình ở phía đây nè, mình chạy ra đầu đường là mình sẽ thấy một cái cầu rất là lớn luôn, và phía dưới cầu thì nó sẽ có sông, và cái sông này thì mình không biết tên gọi nên mình cứ tạm gọi là sông Cầu Lớn nha mọi người. Cứ ghé sông Cầu Lớn là câu nha, câu thoải mái thường xuyên, không có bị thu phí gì hết, đây là hoàn toàn thiên nhiên nha. Và bây giờ chúng ta phải đứng lên thôi ạ. Mười mấy con muỗi nó bu cái chân tôi rồi, chúng tôi không còn nhẫn nại được nữa. Vâng, sắp hết ghẻ rồi. Đúng, không ổn rồi. Chúng tôi bắt đầu nhảy lên ạ. Đứng lên nhảy ạ. Tâm cha 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 à, đi nhảy tăng 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 tăng. Chúng ta cũng chứng thẳng hơn. Đúng. Tiếp tục với chuyên đề ăn thanh long và câu cá nha. Lần đầu tiên cái thanh long có bên bờ sông. Đánh đánh đánh. Quá hay chưa? Mọi người có tin mình ăn hết cái trái này không? Mình cũng không tin mình đâu mọi người. Ăn làm màu đó. Hôm nay đây là lần đầu tiên mình làm clip, quay clip và không đội nón. Mọi lần là mình có một cái nón nha. Mình thích cái kiểu mà quay clip mà có cái nón đội trên đầu mọi người. Do hôm nay vô tại mình đi gấp quá mình quên mất. Đó là cái nón huyền thoại của mình luôn á. Mình rất thích đội nón khi đi quay clip. Hôm nay là thấy cái đầu có tóc rồi đúng không? Mọi lần không thấy tóc. Đây, ở cái phao giữa lòng sông đây. Đấu nha. Mình có ý tưởng như này, nếu nó không đớp cá thì mình sẽ bắt cá, mình móc vô cái lưỡi câu rồi mình lấy cái cây cá ra. Rồi, lóc. Đó, nó đi giật kìa, ủa chưa? Cây chừng dính nha. Rồi, đi qua bên kia. Cây chừng dính cây trên đầu. Nhìn nha, thiên thời địa lợi. Đèo là nghỉ rõ luôn. Rồi cắm cái cây xuống, ra ra xa tí, nó mới mềm được, ra xa được. Ở đất mềm thì cắm xuống. Thế hơi thôi. Rồi được rồi, rồi để cây lên đi. Quăng quăng cái phao xa ra. Tạm biệt mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ ông Giúp Dễ Vlog bằng cách xem hết video, like, đăng ký và nhấn cái chuông thông báo để mà nhận được video mới nhất của ông Giúp Dễ Vlog nha. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Bye.